tin Việt Nam sẽ thật sự bay cao và bay xa hơn nữa nếu có được nhiều trí thức yêu nước như Trần Đại Nghĩa, như Trần Đông Nga. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đó, xin chào lại mọi người. Thì Thơ Quang vừa chia sẻ với mọi người đoạn clip đó đúng không ạ? Thơ Quang cũng đã gợi ý mọi người là lắng nghe những cái chi tiết trong đó rất là hay. Thì với cá nhân Thơ Quang chỉ xin ngắn gọn thế này. Với những người từng ở bên kia hoặc hiện tại bây giờ họ đang ở hải ngoại, theo Thơ Quang nghĩ họ nên xem lại cái khái niệm gì? Dân tôi. Đúng rồi, họ nên xem lại. Bởi vì sao? Dân tôi thì qua cái hình ảnh của vị giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Đông Ma, chúng ta thấy rất là rõ luôn. Mọi người thấy không ạ? Mặc dù được đào tạo ở Mỹ, được chính quyền Mỹ sẵn sàng trải thảm đỏ và tiến cử đưa vào gọi là cái giới gì, tinh hoa của nước Mỹ luôn. Đúng không? Và rất nhiều lần được trải thảm đỏ mời gọi, nhưng chính vị bác sĩ Trần Đông Ma đã từ chối tất cả để làm gì? Chỉ với mục đích rằng quay về, đúng không? Chăm sóc cho người dân, lo cho người dân, chính người dân của đồng bào của mình. Đó, cái hành động đó mới gọi là dân tôi đó mọi người. Còn những vấn đề khác thì để Thơ Quang mời những khách mời khác lên chia sẻ ha. Nhưng mà trước khi khách mời lên thì Thơ Quang cũng xin bổ sung thêm một đoạn clip ngắn nữa thôi. Xin phép mọi người ngắn nữa thôi. Để chúng ta có thể hiểu nôm na rằng, và chúng ta nắm được là tại sao Việt Nam chỉ cần một đảng thôi. Đúng không ạ? Nha. Tại sao nha? Anh Chu Phan, chờ em chút xíu anh Chu Phan. Đó, để Thơ Quang sẽ bổ sung cho mọi người xem, để chúng ta nắm thêm vấn đề nữa. Qua cái đoạn clip vừa rồi chia sẻ về vị đó, mọi người thấy hay không? Rất hay chứ bộ, đúng không nhận mọi người? Từ cách ứng xử và cách nhìn nhận cái vấn đề, cái câu chuyện nó như thế nào. Mặc dù có một cái chi tiết nữa. Vậy ngài có nghĩ rằng đã đến lúc chín muồi để Việt Nam có hệ thống đa đảng hoặc có các đảng khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam để có thể tính tới các quan điểm của nhiều nhóm sắc tộc khác nhau, nhiều dân tộc khác nhau? Ví dụ như Việt Nam thì có Ủy ban Dân tộc để giải quyết vấn đề này không? Hiện nay tôi được biết là trên thế giới dư luận cũng rất quan tâm là tại sao Việt Nam chỉ có một đảng lãnh đạo thôi. Mà đảng lãnh đạo thì có dân chủ không? Tại sao lại không thực hiện chế độ đa đảng? Vấn đề này thì ý kiến khác nhau tranh luận. Tôi không phản đối và cũng không định kiến với ở nước các nước có chế độ đa đảng. Nhưng riêng tôi thì tôi nghĩ là không phải là nhiều đảng thì nhiều dân chủ hơn, hai đảng thì có ít dân chủ hơn, mà một đảng thì lại ít dân chủ nữa. Thì mỗi nước có hoàn cảnh lịch sử cụ thể khác nhau. Thậm chí có nước có vua, có nước không có vua. Có nước có thủ tướng, có nước không có thủ tướng. Có nước có tổng thống, lại có cả thủ tướng. Thì mỗi nước có một cái mô hình tổ chức khác nhau, thì chúng tôi rất là tôn trọng. Cái điều quan trọng là xã hội có phát triển không, nhân dân có được hưởng cái cuộc sống ấm no hạnh phúc không, và cái đất nước có ổn định để ngày càng phát triển đi lên không. Đấy là cái tiêu chí quan trọng nhất. Chúng tôi thì quan niệm là cái kinh tế và hệ thống chính trị bao giờ có mối quan hệ biện chứng với nhau, và đã rút ra kinh nghiệm là đổi mới kinh tế phải đồng bộ với đổi mới cái hệ thống chính trị. Thì với cái mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như tôi vừa nói đấy, không hoàn toàn là kinh tế thị trường tự do, cũng chưa phải là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, phải có một hệ thống chính trị tương ứng. Và chúng tôi cũng tổng kết rút ra một cái bài học là chúng tôi quá trình đổi mới phải giải quyết rất tốt cái mối quan hệ giữa ba cái vế là đổi mới, ổn định và phát triển. Trong đó, ổn định là tiền đề, đổi mới là động lực và phát triển là mục tiêu. Thực tiễn các bạn thấy là đất nước chúng tôi là chính trị xã hội ổn định, nhân dân được làm chủ thực tế, quốc hội hoạt động ngày càng dân chủ, các đoàn thể là cũng có tiếng nói và đang làm
cái nhiệm vụ phản biện và giám sát xã hội. Và đất nước còn đang phát triển, đang đi lên. Thì chúng tôi từ thực tế thì thấy là cái trong hoàn cảnh đất nước cụ thể của chúng tôi thì thấy là chúng tôi thực hiện cái một đảng vẫn là có hiệu quả nhất. Và cũng không nhất thiết cứ kinh tế thị trường thì nó là phải đa đảng. Và chúng tôi nói là ở Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan cần phải có chế độ đa đảng. Xin cảm ơn ngài chủ tịch. Xin được tiếp tục chương trình với các tin tức thời sự quan trọng khác. Rồi. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe, đúng không ạ? Thì thì cái đó thực quan bổ sung cho mọi người thấy, tức là bác Nguyễn Phú Trọng đã có một cái sự trả lời với những phóng viên nước ngoài rất là sắc sảo, nhẹ nhàng, đúng không ạ? Không cần cái gì gọi là to tát lắm, nhưng đó cái tầm vóc của vị lãnh đạo nó có khác, đúng không mọi người? Chúng ta cũng có rất nhiều cái để mà học hỏi, cái đó là sự thật. Quay lại cái câu chuyện của vị giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Đông A, đúng không? Thì như mọi người đã nói rồi, xin lỗi, như là thời quan đã nói, đã chia sẻ với mọi người rồi, đúng không? Trong đó có nhiều cái câu chuyện rất là hay. Cũng vui cái chủ đề hôm nay mọi người biết nha. Thực ra là qua câu chuyện này chúng ta sẽ nhìn ra được nhiều vấn đề, đúng không ạ? Cá nhân thơ quan á, khi chúng ta tìm hiểu cái gì mà chúng ta tìm hiểu những cái tình tiết lịch sử hoặc là những cái câu chuyện đó, thì đâu đó đó nó toát lên hết mọi người, nó toát lên hết. Giống như chúng ta thấy, đúng không, những cái cách mà các vị lãnh đạo ngày xưa, ngày trước đó, họ cái tầm nhìn của họ như thế nào, ra sao. Và ngược lại, những người như là bác giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Đông A cũng vậy. Đúng là những vị gọi là dân tôi đó, đúng nghĩa luôn. Người ta thấy rõ lắm. Chứ còn những thành phần sau này cứ khái niệm là tôi thương dân tôi thương đồng bào tôi, thì mọi người cũng nhìn ra, đúng không? Thương gì mà đồng bào tôi mang hàng qua đó thì mọi người tẩy chay, đúng không? Thương gì mà xúi dục người dân, cổ suý kích động người dân là phá rào giãn cách đi về quê. Mọi người nhìn lại xem, tức là những cái tỉnh miền Tây hiện tại bây giờ họ đang báo động như thế nào mọi người cũng biết rồi, đúng không? Rất là căng. Thậm chí thư quan xin chen vào một cho mọi người xem, tại vì trong khi chờ đợi có khách mời lên, thư quan vừa đăng trên trang cá nhân đó là một cái đoạn clip, mặc dù là họ xây dựng trên tính chất là gọi là hài câu view, nhưng nó cũng nói lên cái phần nào và cái tác hại của những con người mà khi không hiểu chuyện là đùng đùng kéo nhau đi về quê đó mọi người. Thì thưa quan xin phép mở cho mọi người cùng xem đó. Mặc dù hài thôi, mặc dù họ chỉ là mục đích của họ là hài, nhưng mà nó đâu đó trong cái ý nghĩa cái câu chuyện đó, nghe rất là đau mọi người. Đau là đau gì? Đau cho những người dân ở địa phương ở dưới, khổ lắm. Đó, do những cái thành phần này nó đã gây ra cái tác động như thế nào? Thì tôi nghĩ nói là xíu đi chợ của xanh mua về thùng mì gói thủ là vừa rồi. Giờ chỉ sợ công ty nó nghỉ làm cái không có công ăn việc mà đói chứ. Người giàu tôi có tiền. Bây giờ mới thấy dịch nó căng rồi đó, tính toán gì nữa, ước mơ gì nữa, giờ tùm lum hết trơn á, mình tự bảo vệ mình chứ ai bảo vệ mình nữa. Đó, ai chủ quan lơ là em đeo khẩu trang đó thì thôi đi, tôi nghĩ nói rồi. Một xíu đi chợ của quá xanh mua về thùng mì gói thủ là vừa. Giờ chỉ sợ công ty nó nghỉ làm cái không có công ăn việc mặn, đói chứ. Người giàu tôi có tiền, thì bữa giãn kinh tế xã hội đi chăng nữa, người ta cũng có tiền nhà ta ăn đúng không? Còn mình đói chết bà luôn. Nhưng mấy người nghèo lại hay chỗ là mình chết đi đâu có gì đâu mà hối tiếc. Còn sợ người già nó có vài chục tỷ rồi chết rồi, không có tiền không để đâu ai xài, dành dụm mấy lâu nay chứ. Đó, tôi nói gì đó, ai thèm gì ăn đi nghe, để ngồi dịch tới ăn kẹp nghe. Còn riêng tôi là ngày ngậu bà cử điều chi đúng không? Dầu kem với sườn cốc lết nước mới chịu nghe, dịch mà. Đó mọi người nghe không? Đúng rồi. Đó mọi người nghe rõ cái sự tác hại không? Khi họ quyết định họ về thì họ rất là thiếu suy nghĩ. Chỉ tôi quan tin rằng đa phần là cái kiểu mà gọi là chúng ta nói gì, cái hiệu ứng đám đông.
chứ còn cơ bản họ không có trong vấn đề đó là đắn đo suy nghĩ hay là cân nhắc chọn lọc là nên ở hay nên về. Để chúng ta nhìn thử xem Sóc Trăng hiện tại bây giờ là bao nhiêu, Cà Mau hiện tại là bao nhiêu, các vị bác sĩ chuẩn bị bây giờ người ta thành phố Hồ Chí Minh ổn định rồi, họ đã chuẩn bị sắp xếp họ lên lên xe để họ trở về cái địa phương của họ đúng không, thì bây giờ đành phải như thế nào, quay ngược lại đi xuống miền Tây, đi xuống Cà Mau, đi xuống gì đó để tiếp tục cái công việc gọi là hỗ trợ phòng chống dịch, chữa trị cho người dân đó. Dân tôi là ai, dân tôi ở đâu? À, những thế lực bên kia thì cứ ra rã những luận điệu thế này thế nọ, mọi người thấy rõ không, họ họ có vì dân không? Rõ ràng là họ vì dân chứ còn gì nữa. Thay vì bây giờ là thành phố êm, Bình Dương êm rồi là họ đi về rồi, họ về quê nhà họ rồi, nhưng mà bây giờ đùng một phát mấy ông miền Tây thế này thế nọ thì họ phải lại tiếp tục cái công việc của họ. Cái tác hại để lại là chưa nói, thì tôi quan hơi 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 lạc qua cái đề hôm nay chút xíu để chúng ta thấy thấy được cái những gì đó. Dạ thì tiên đoán thì chính xác, nhưng mà hỏi có biết gì về mấy cái vụ kia không thì không biết, thì đâm ra là chính vì tiên đoán cảm thấy chính xác quá thì đâm ra mạnh miệng comment đúng không. Đó lỗi ai hả Kiên Giang, lỗi của những người thiếu hiểu biết, nghe hình dung chưa, lỗi của những người thiếu hiểu biết, cụ thể nghe theo những cái lời lẽ kích động xúi giục của những thành phần xấu, Kiên Giang hình dung không, đó lỗi là cổ lỗi của những thành phần đó đó nha, nhìn cho kỹ đi, rõ ràng đi, đừng có đạp theo cái luận điệu của những cái thành phần xỏ lá, rõ ràng chưa, công bằng mà nói về tư duy nhận thức của người dân miền Tây rất đơn giản, chỉ mong con em thế hệ trẻ phải tỉnh táo để khuyên nhủ người thân suy nghĩ chín chắn tiến bộ. Tôi ở bên Tây nhiều nên tôi đã tâm sự rất chân thành mà chỉ được phần nào. Cũng đúng các bạn, thì theo mình thấy tức là họ có vẻ họ hời hợt lắm, hời hợt trong nhiều vấn đề chứ không riêng gì vấn đề là cuộc sống hay kinh tế gì hết. Bây giờ tức là Kiên Giang muốn đào sâu về vấn đề nó nữa hay gì hả, muốn đào sâu thì để lại cái chủ đề khác nha, tự vị chủ đề hôm nay đang khác, yên tâm đi, cái chủ đề này cái vấn đề đó đó để bữa nào tôi sẽ giải quyết với Kiên Giang cái vấn đề đó, đừng có lợi dụng cái chuyện đó mà cố tình đi đánh phá người này đánh phá người kia, hèn lắm, Kiên Giang hình dung không, hèn lắm. Chúng ta nếu mà thực sự và chúng ta mang gọi là cái mác đấu tranh gì đó thì chúng ta phải có trình độ và có lý lẽ lý luận đàng hoàng, chứ đừng có mang ba cái sơ hở hay là cái sai sót, hoặc là thậm chí cũng họ cũng chẳng sơ hở chẳng sai sót gì cả, chẳng qua mình cố tình mình bẻ lái bẻ hướng lái dư luận, giống như nãy câu chuyện mà mọi người thấy rõ ràng không, trong khi rõ ràng là anh Xuân trên đây chia sẻ rất là rõ ràng rồi thấy không, mà những thành phần như thế nào đã đó lại cố tình là bẻ lái lại lại nhét chữ vào mồm người ta, nhét chữ vào mồm họ rồi áp đặt thế này thế nọ đúng không, Kiên Giang công nhận không, thì hỏi Kiên Giang thôi, những người như vậy á, chúng ta có nên xem trọng hay không, đâu có đáng rồi cái gì rồi hằng học rồi cây cứu hằng học rồi tạo cái đích khác nhảy vào, câu đầu tiên là gì, à, bò đỏ bò vàng bưng đua lính đích gì cha cha cha, làm người không muốn thích đi làm bò thôi thì đấu tranh cái gì đúng chưa, thì đấu tranh cái gì, thì có phải là cái loại cặn bã là cần phải nhấn nút xả cho nó xuống dưới nào không, đúng không, đối với tôi quan mọi người thấy tôi quan rất là sòng phẳng và công bằng, ai thích lên chia sẻ gì cứ văn minh lịch sự nói chuyện một cách với nhau đàng hoàng, trái chiều nửa chiều hay là bên kia chiều gì cũng được hết, mình đâu phản bác đâu đúng không, nhưng cái mình yêu cầu là gì, là phải sự rõ ràng và có sự hiểu biết, mang trên tinh thần xây dựng,
Giống như câu chuyện thơ quan nó mắc cười lắm mọi người. Cái này thơ quan xin chia sẻ về cá nhân thơ quan thôi. Tức là thơ quan cũng có lượn lờ không gian mạng, thì cũng có lâu đó có những comment rồi phản biện rồi ghê lắm, rồi chính quyền thế này chính quyền thế kia sai, rồi đưa ra dẫn số chỉ số là bao nhiêu phần trăm bao nhiêu phần trăm. Thơ quan vào hỏi chỉ một câu một thôi, vậy theo bạn, đúng không, vậy theo bạn nên đưa ai lên làm quản lý thì sẽ tốt cho đất nước, thì mọi người biết họ trả lời như thế nào không? Theo tôi phải cỡ từ tầm Bắc Vượng trở lên. Cái mình nói là rồi ok, rồi Bắc Vượng trở lên. Rồi, nhưng mà bạn có hiểu là một người giỏi quản lý về kinh tế với một người giỏi quản trị xã hội nó khác nhau ở điểm nào không? Im luôn, chạy mất tiêu luôn. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải nên hiểu thế này mọi người. Tức là trên không gian mạng chúng ta gặp những trường hợp đó đó. Nhiều anh to còi á, mình nói là to còi là thứ ghê lắm, giống như trí thức rồi văn học ghê lắm, đưa ra những cái câu comment dữ liệu rất là ghê gớm. Thường thường tâm lý là chúng ta khớp, đúng không, chúng ta khớp, ồ này nó ghê quá ta, số liệu dữ liệu kinh quá, thường thường chúng ta khớp, đúng không? Thì thơ quan chỉ khuyên các bạn không nên khớp, cứ đàng hoàng các bạn cho đổi. Bởi vì sao? Bởi vì đa phần bây giờ đó, thứ nhất là lượm câu của ai đó, hoặc là thơ quan cũng không loại trừ của trường hợp là thí dụ có những cái tổ chức họ nhóm với nhau trên cái không gian mạng đó, họ truyền nhau những cái luận điệu đó để cho nó đi nó rải ra, để cho nó đi rải ra thôi, để gọi là chớp lòe những người gọi là chúng ta chưa tiếp xúc nhiều, chúng ta hơi khớp. Và để làm gì? Để những người xem nhìn vào, ồ thế ghê quá, tức là toàn là những người có trí thức, người ta nhận định về tình hình đất nước ha, ghê ha, chứng tỏ là cái chế độ này thế nọ, đúng không? Tâm lý mà. Nhưng mọi người nên hiểu như thế này nè, những người thật sự mà có trình độ, có hiểu biết mà giỏi nha, họ không bao giờ làm những cái trò đó, họ không bao giờ làm những cái trò đó. Họ có thể tham gia trực tiếp các diễn đàn của chính quyền hay cái gì đó, họ đối trao đổi đối chất, chứ họ đâu có rảnh đâu mà họ chui vào những cái gọi là cái trang vớ vẩn của Facebook mà đi comment đầu này comment đầu kia. Chúng ta hiểu được đó, thế mọi người đừng có khớp gì thành phần đó, cứ dí nó hỏi rồi ok, anh đã kích, anh công kích chính quyền gì đó, ok rồi. Cái giải pháp của anh nghe thế, cái nhìn nhận của anh thấy ghê quá đó, công nhận á. Rồi bây giờ xin anh cho tôi cái giải pháp như thế nào. Giống như đại khái những người cứ hô hào lật đổ cộng sản, lật đổ chế quyền như Kiên Giang này, nó thẳng luôn. Kiên Giang lúc nào cũng đòi thay đổi thể chế, thay đổi chính quyền lắm chứ. Bây giờ mọi người thử hỏi ngược lại coi, ok, bây giờ thay rồi Kiên Giang đưa ai lên? Chính quyền nào, người nào đứng ra làm chính quyền? Con nó nói được không? Mọi người không có nói đâu, không giờ nói được hết á. Mà lúc nào đi là cũng chỉ một câu đó, cứ vậy thôi. Tức là gì? Họ cố tình họ chỉ là kích động người dân, là để cho những người dân họ thiếu hiểu biết, họ nhìn nhận á. Ồ ghê quá, tức là bây giờ đồng đa số ở đâu cũng vậy ha. Lên không gian mạng toàn là thấy những người họ muốn thế này, muốn thế nọ không à. Chứng tỏ là trong xã hội nó đã cái thế này thế nọ. Đúng không? Nhưng mà họ đâu có hiểu cái thực chất vấn đề là những thành phần đó là những thành phần gì. Khi bị truy vấn ngược lại cái là một là im lặng hay là không biết gì hết, hai là quay lại ui mày là cái thằng bưng bô, mày là cái thằng líp tích, mày là cái thằng dưới luận viên, mày là cái thằng bò đỏ bò vàng gì. Người thấy tức cười không, tức cười không? Trong khi quay lại cái câu chuyện clip, mọi người thấy không, người cộng sản họ sử dụng người rất là nhân văn và rất là có tầm nhìn. Mặc dù đúng không, thời điểm đó vị giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Đông A, nếu xét theo bối cảnh thời điểm đó, có phải là người bên kia chiến tuyến không? Đúng mà. Nhưng tại sao họ không còn có khái niệm là kẻ thù nữa? Đó, rõ ràng câu chuyện cố thủ tướng Võ Văn Kiệt mời tới tận nhà, đúng không, mời tới tận nhà, thậm chí kêu ngồi sát bên cùng nhau xem một cái kiếm phim gì đó. Thì thơ quan xin hỏi mọi người á, cái cách hành xử của người cộng sản á, nó đẹp không, nó hay không?
quá hay đi chứ còn cái gì nữa, quá hay luôn. Trong khi câu chuyện ở đây là những người ở chế độ cũ như chú Cầm hay những người lớn tuổi đã biết rồi, là lính với nhau thôi, là nhân viên dưới dưới gọi là nhân viên lính dưới quyền đó, khi tới nhà vị sĩ quan nào đó không những phải chào lễ nghiêm nghiêng nghiêng mình kính cẩn với vị sĩ quan đó, còn phải bẩm bà bẩm cụ, tức là gì, là những người vợ những người con của vị sĩ quan đó, nó khác hẳn liền, hai hình ảnh nó khác hẳn liền, mọi người thấy không? Bởi vì tại sao khi vị giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Đông An khi ông tiếp xúc những người như vậy là trong cái đầu óc của ông nó đã có sự, tôi quan tin rằng biến chuyển về tư duy liền, họ 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 thấy hẳn thấy, thấy khác liền. Và đặc biệt cái tình tiết mà khi vị bác sĩ đi về Dinh Độc Lập đã nói lên được gì, cái sự khao khát của người dân, đặc biệt là tầng lớp trí thức thời điểm đó, họ chỉ muốn một điều một là đất nước được hòa bình độc lập, được giải phóng đất nước để gặp lại người thân ngồi với nhau, chứ họ chẳng quan tâm cái điều gì cả. Cái đó có nghĩa là họ chỉ mong mỏi một đất nước nó hòa bình, nó độc lập thôi. Rất là hay mọi người. Chúng ta bây giờ chúng ta nếu xem chúng ta nhìn kỹ lại, chúng ta thấy rất là hay. Cái cách xử sự của họ rất là độc. Đúng không các bạn?